Bọn người tí hon dắt mũi chưa sạch, mau trở về kêu Hoàng Phi Hổ tới đây chịu chết. Nếu không bổn tướng quân sẽ sang bằng Chu Doanh. Ngươi mới ra chịu chết đó. Ngươi tưởng mình cao lớn còn có cái đầu rồng thì giỏi hả? Chẳng qua chỉ là kẻ chỉ biết ăn chơi, là tên vô dụng bất tài mà thôi. Ai vô dụng, ai là tiên phong của Lâm Đồng Quan, đại tướng quân Biện Kim Long. Thằng lùn nhà ngươi không biết tốt xấu, chết tới nơi rồi còn không biết điều. Âu Dương Thúc Thúc, cha ta nói ông ấy và ngài là cố giao, không nhẫn tâm nhìn Thúc Thúc chết trận sa trường, nên kêu ta đưa tới một lá thư cứu mạng. Ngài tự lo cho mình đi. Tỷ phu, mau xem thử trong này viết cái gì. Được, cũng may là chỉ có huynh đệ chúng ta ở đây. Chuyện Hoàng Phi Hổ viết thư cho bổn soái, không được để cho người khác biết. Tỷ phu, không thể trúng kế ly gián của Hoàng Phi Hổ. Triều ca sắp cho quân tới chi viện chúng ta rồi, chủ soái. Âu Dương đại ca, tiểu đệ Công Tôn Phong đã về, Quế tướng quân cũng ở đây hả? Huynh đệ cuối cùng đệ đã về. Hồi nãy tướng tiên phong Biện Kim Long ra trận cũng đã tử trận, không biết làm sao đây. Ta kêu đệ về triều ca xin diện binh, không biết là đại dương đã xuất quân hay chưa, cho ai làm tướng và có bao nhiêu lính. Bẩm đại ca, huynh không biết đâu. Bây giờ chuyện biên quan trong triều đình đều do quốc sư thân đạo trưởng quản lý, nhưng mà thân quốc sư đó lại thường không có mặt, nên do Tô Dương Hậu trực tiếp xử lý. Dương Hậu đắc kỷ đó không biết là nghe tên khốn nào nói nhảm, nghĩ rằng tất cả chủ soái trấn thủ biên quan chúng ta đều hối lộ đại thần trong triều, trong ngoài cấu kết tham ô quân lương lấy tiền mua công trạng, nên cứ ai tới báo tin cầu cứu đều không ân chuẩn. Vậy còn tấu chương của ta thì sao? Đại ca, huynh không biết đâu. Từ lúc chém đầu quan sai ở giới bài quan để cảnh cáo chủ soái biên quan không được tham ô tới nay, không còn ai ở biên quan dám dâng tấu lên triều đình nữa, cũng không ai dám cho người tới triều ca dâng tấu. Lần này tiểu đệ may mắn trở về cũng là nhờ sủng phi phụng lai của đại dương chỉ cho một con đường, nếu không chắc cũng bị Tô Dương Hậu đó chém đầu thị chúng rồi. Công Tôn tướng quân, nói vậy là không đem về một binh một tốt nào luôn hả? Quế tướng quân, mạc tướng giữ được cái mạng để về đã là may mắn lắm rồi. Thôi đủ rồi, tỷ phu, chúng ta... Ông trời ơi, bây giờ phải làm như thế nào đây? Ta làm sao mới đền ơn vua, đền nợ nước, giữ quan ải được đây? Tỷ phu, chúng ta cũng không thể vì một lá thư của Hoàng Phi Hổ mà dâng Lâm Đồng Quan cho hắn chứ. Nếu như hắn có bản lĩnh, có thành ý thật, thì có dám tới đây một mình hay không? Có dám không? Ta tới đây. Bổn vương hôm nay tài không tới đây để thăm cố nhân, các người lấy kiếm đâm ta hay là muốn ta ăn no mà chết, bổn vương đều không để bụng, phải xem bản lĩnh của các người rồi. Âu Dương hiền đệ, cố nhân tới thăm, đệ đâu cần phải hoảng loạn như vậy chứ. Hoàng Nguyên Soái, Võ Thành Dương, mời ngồi. Còn đứng đó làm gì? Mau đi đón tiếp khách quý. Mời. Âu Dương hiền đệ, chắc đệ không định tận trung với nước, quyết tâm cùng chết với Lâm Đồng Quan, liều mạng thế cùng với Hoàng Phi Hổ ta chứ? Dương gia đích thân chấp bút viết thư, thuộc hạ đã đọc kỹ nhiều lần.
Cũng biết có ngoan cố không hàng thì sau cùng cũng chỉ có con đường chết. Nhưng bổn soái cũng không thể đầu hàng, không thể làm từ cái với bài quan thứ hai để tiếng xấu tới muôn đời sao? Được, vậy ta hỏi đệ, đệ làm quan ở Ân Thương so với bổn vương năm đó thì sao? So với Tô Hầu Gia năm đó thì sao? Dương gia, hai vị đều quyền cao chức trọng, hạ quan không dám so sánh. Trụ Dương tàn bạo bất nhân, giết vợ con, giết trung thần, chỉ có kẻ ngu ngốc mới theo hắn tới cùng. Năm xưa Hoàng Phi Hổ ta cùng quốc trưởng Tô Hộ rời bỏ hắn cũng là vì điều này. Nay chư hầu trong thiên hạ cùng đứng lên diệt trụ là thuận theo ý trời, giống như mặt trời mọc phía đông lặn phía tây, không thể thay đổi. Âu Dương hiền đệ, thuận ý trời thì sống, trái ý trời thì chết. Dương gia, mạc tướng không muốn làm trái ý trời, nhưng cũng không muốn gánh tội danh phản thần tặc tử. Âu Dương Thuần ta không thể làm chuyện bất trung bất nghĩa. Âu Dương hiền đệ không cần phải khó xử, bổn dương có một kế này giúp đệ thuận theo ý trời mà vẫn không gánh tội danh phản thần tặc tử. Có con đường đó sao? Có, hiền đệ lắng tai nghe đây. Lồng tiếng tại ai Hoàng Phi Hổ, ngươi về nói với tiểu tử Cơ Phát với lão thất phu Khương Tử Nha kia, để bọn chúng lui quân về Tây Chu đi, giữ lấy khí tiết. Vì lão tướng quân, nếu ta nhớ không lầm, năm nay ngài cũng đã 73 tuổi rồi, đời người thất thập cổ lai hy, nếu ra tài với lão tướng quân cũng là trái luân thường đạo lý. Người dám nói ta già? Ta còn nhỏ hơn Hoàng Cổn cha người 2 tuổi. Nghịch thần phản quốc, ăn nói ngông cuồng, nạp mạng đây. Vì lão tướng quân, ngài nghe lời ta khuyên một câu, về đi, rút lui vào trong thành, nghe theo sắp đặt của chủ soái. Vì lão tướng quân, vì lão tướng quân, mau đưa thi thể vì lão tướng quân về thành, nói chủ soái các ngươi hậu táng ông ấy.
Tẩu phu nhân xin nén đau thương, vì lão tướng quân tận trung với nước, chết không có gì để nuối tiếc. Nghe nói Hiền Điệt Di Các học đạo ở ngoài biển trở về rồi, tinh thông phép thuật rất đáng khâm phục. Hay là Công Tôn tướng quân, cậu nói vậy là có ý gì? Lão gia nhà ta mất mạng để bảo vệ thương trụ, lẽ nào cậu còn muốn để con trai ta đi nạp mạng luôn hay sao chứ? Tẩu phu nhân, Công Tôn tướng quân không hề có ý này, chỉ là... Xin mẹ đừng đau lòng. Năm xưa cha con đi học đạo là để tận trung với nước, con tất nhiên phải báo thù cho cha. Mẹ, ngày mai con sẽ tới phủ của Âu Dương Thúc Thúc, đi tìm tên họ Hoàng kia báo thù rửa hận, xin mẹ cho phép. Tẩu phu nhân, Di Các một lòng trung thành, lòng hiếu thảo đáng ca ngợi, người nên tác thành cho đại nghĩa mới đúng. Đây không phải là đồ chơi của con nít hả? Hiền Điệt đừng làm bừa. Nguyên soái, con không có giỡn chơi. Pháp bảo này tên là Vạn Nhận Xa, để con biểu diễn cho người coi, là người sẽ tin con có thể dùng cái chong chóng này đánh lui quân địch, báo thù rửa hận cho cha của con. Nếu không mượn tay Võ Thành Dương Hoàng Phi Hổ trừ bỏ Di Các này, e rằng kế lớn không thành. Dừng lại. Hiền Điệt, nhìn thì có vẻ là tốt đó, nhưng chỉ có một cái thì có ích gì? Nguyên soái cứ yên tâm, con đã làm sẵn 300 cái. Nếu không đủ dùng, nguyên soái muốn bao nhiêu là có thể làm ra bấy nhiêu. 300 cái đã đủ dùng rồi, không cần phải làm thêm, không cần làm thêm. Như vậy đi, bổn soái cho con 300 tinh binh để thao luyện, chờ chuẩn bị xong, bổn soái cùng con ra ngoài khiêu chiến. Tỷ tỷ, chúng ta làm như vậy có thất đức quá không? Phụng Lai, chúng ta là yêu tinh tu hành ngàn năm rồi, muội còn lo thất đức hay không thất đức à? Hay là muội còn tình cảm với tên tiểu tử Cơ Phát kia? Không phải đâu tỷ tỷ, từ ngày muội trở thành phi tử của Đại Dương thì đã quên mất chuyện với Cơ Phát kia rồi. Bây giờ Cơ Phát chỉ là kẻ thù của Phụng Lai, có hắn không có muội. Vậy thì tốt, nếu không thì tỷ cũng không thể yên tâm giao pháp đài này cho muội chấp chưởng. Lỡ tới thời khắc mấu chốt mà muội lại mềm lòng trước Cơ Phát, vậy thì bao nhiêu công sức của tỷ muội chúng ta đều đổ sông đổ bể. Xin tỷ tỷ yên tâm, muội biết rồi, nếu như tiểu tử Cơ Phát sống tiếp thì nhất định sẽ cướp lấy giang sơn xã tắc đại thương, tỷ muội chúng ta cũng sẽ không có vinh hoa phú quý gì nữa. Đúng, chuyện tới nước này, nếu như tiểu tử Cơ Phát không chết thì chúng ta sẽ chết. Đúng, tỷ muội chúng ta sống hay chết và xã tắc đại thương đều nhờ hết vào muội đó Phụng Lai. Muội nhất định sẽ dốc hết sức mình sớm ngày lấy mạng tiểu tử Cơ Phát kia. Nhưng mà chỉ có pháp lực của chúng ta thì không đủ, tỷ đã nhờ thân đạo trưởng tới trợ giúp. Hai con tiểu yêu làm khá lắm, còn có thể bày được pháp đài tinh di đấu chuyển. Đạo trưởng, chúng ta bày pháp đài này cũng hy vọng ngài có thể tới chủ trì, có thể sớm lấy mạng tiểu tử Cơ Phát. Muốn lấy mạng tiểu tử Cơ Phát chỉ có ba chúng ta làm phép thì không đủ. Hay là như vậy, ba chúng ta thiên nhân hợp nhất, thì dù tiểu tử Cơ Phát đó có may mắn trốn thoát, sau cùng vẫn sẽ phải chết. Đạo trưởng muốn thiên nhân hợp nhất thế nào? Chúng ta mời Đại Dương tới đây, xem chúng ta làm phép có thể làm Đại Dương yên lòng, sau đó chúng ta cùng thi triển phép thuật đưa Đại Dương lên trời, để cùng với đế tinh kia. Như vậy thì lo gì tiểu tử Cơ Phát không chết, lo gì phản quân Tây Chu không tan rã. Hay lắm, vậy bổn cung đi mời Đại Dương tới liền đây. Đại
Đại Dương xin theo thần thiếp lên đỉnh núi ngoài thành. Thần thiếp cùng với quốc sư lập đài pháp tinh di đấu chuyện ở đó, có thể làm phép lấy mạng tiểu tử Cờ Phát. Ái phi, có nàng và quốc sư là đủ rồi, ta không cần đi chứ. Không được đâu, quốc sư nói mời Đại Dương đích thân tới đó để đạt hiệu quả thiên nhân hợp nhất, như vậy thì tác dụng càng lớn hơn. Thôi được, nàng cho phu xe chuẩn bị đi. Dạ. Hai vị ái phi, các nàng cùng quốc sư có thành công được không? Đại Dương yên tâm, thiếp chỉ sợ pháp lực của thiếp và Phụng Lai không đủ, nên mời quốc sư tới trợ giúp. Được rồi, có thể đưa Đại Dương lên trời. Đại Dương, đi thôi. Đi nào. Đại Dương, sau khi ngài lên đó, phải tranh thủ hấp thụ tinh hoa của đế tinh trên đầu tiểu tử Cơ Phát. Nhưng ngài cũng phải nhớ, trước khi gà gáy báo hiệu trời sáng thì phải trở lại, nếu không thì ngài không về được nữa đâu. Quốc sư, như vậy không ổn lắm đâu. Lỡ như ta ở trên đó gặp chuyện gì, vậy ngôi vị Đại Dương ân thương chẳng phải sẽ... Đại Dương yên tâm, thần thiếp có thể làm cho tất cả gà trống trên đời ngày mai không gáy sáng. Đại Dương, người cứ yên tâm đi đi. Sau này mỗi đêm chúng thần thiếp sẽ đưa người lên trời cho tới 77-49 ngày sau. Người hấp thụ hết tinh hoa của đế tinh trên đầu tiểu tử Cơ Phát. Cơ Phát chết rồi thì Tây Chu cũng sẽ như rắn mất đầu, không cần đánh cũng tự tan rã. Được thôi, tới đây. Cơ Phát, không phải ngươi chết thì ta chết. Tử Ngư, Tử Ngư, Trọng Phát ca ca, Tử Ngư sẽ luôn ở bên cạnh huynh không rời xa. Tử Ngư, huynh tỉnh lại đi, huynh tỉnh lại đi. Trọng Phát ca ca, Tử Ngư cô nương, cô nên nhanh chóng rời khỏi đây đi. Âm dương cách biệt, đây không phải nơi mà cô nên ở lại. Không, ta không đi. Ta không muốn rời xa Trọng Phát ca ca. Khương đạo trưởng, ngài cũng biết nếu như ta đi rồi sẽ phải qua cầu Nại Hà, phải uống canh Mạnh Bà, ta sẽ không bao giờ nhận ra Trọng Phát ca ca nữa. Ta không đi.
không đi. Trên đời, thứ làm người ta bất lực nhất chính là một chữ tình. Đại Dương, đêm khuya rồi, người cần nghỉ ngơi. Nào nào, ngồi đi. Ta biết nàng lo cho sức khỏe của ta, nhưng nàng thấy giờ đêm đã khuya mà ta vẫn còn tỉnh táo như vậy. Có thể là do hút được tinh hoa của tiểu tử Cơ Phát kia đó. Đau bệnh trên người của Đại Dương thật sự khỏi hết rồi sao? Đúng vậy, hết rồi. Nàng nhìn đi, ta rất khỏe. Hai ngày trước ta thậm chí còn không cầm nổi kiếm, vậy mà bây giờ có thể ôm lấy nàng bằng một tay. Nàng muốn chạy cũng không thoát đâu. Thử xem nào. Không chừng là tại nàng mặc quá nhiều. Đừng mà Đại Dương. Nàng đừng chạy chứ. Để ta sủng hạnh nàng nào. Đại Dương. Bẩm Dương gia, tổng binh Lâm Đồng Quan Âu Dương Thuần dẫn theo một tiểu tướng tên là Di Cát cùng với binh lính ra ngoài khiêu chiến, gọi đích danh Dương gia. Di Cát, người này chắc là người thân của Di Chấn tới báo thù. Xem ra bổn Dương đành phải đại khai sát giới rồi. Võ Thành Dương Hoàng Nguyên Soái ngày xưa, thuộc hạ cũ Âu Dương Thuần, mời ngươi ra nói chuyện. Âu Dương tướng quân, ngươi niệm tình cũ thì nên chọn đúng đường. Biết mệnh trời rồi thì đừng làm trái, mau quy thuận Tây Chu đi. Bổn Dương có thể đảm bảo cho ngươi tiếp tục làm chủ soái Lâm Đồng Quan. Võ Thành Dương Hoàng Nguyên Soái đã tạ ý tốt của ngươi, nhưng mà ta không muốn học theo ngươi đi làm phản thần tặc tử. Dương gia, phải cẩn thận Di Cát sau lưng mặt tướng, hắn biết tà thuật. Âu Dương hiền đệ, đệ yên tâm, chờ bổn Dương quét sạch chướng ngại vật này cho đệ, cứ để ta lo. Được, lời hay cũng khó thuyết phục kẻ liều mạng. Ai lên đánh bại Âu Dương Thuần này cho ta? Mặt tướng Ngụy Bôn xin thay Dương gia lên dạy cho Âu Dương Thuần này một bài học. Người tới là ai? Tiểu Dương gia là Di Cát đây. Các người phạm tội khi quân tội ác tại trời, đây là nơi chôn thay của các người. Rút lui. Hỏi tù già lui quân, mau lên. Lâm Đồng Quan. Trận chiến hôm nay, tiểu tướng Di Cát lập công cho nước, làm giảm sĩ khí của quân Chu kia, giết hơn vạn tên địch. Chủ soái, mặt tướng không hiểu tại sao không nhân cơ hội sĩ khí quân ta đang cao đánh thẳng vào trong Chu doanh,
bắt sống Hoàng Phi Hổ. Sao chủ soái lại ra lệnh thu binh? Di Hiền Điệt, Hoàng Phi Hổ kia không phải là người tầm thường. Quân sĩ dưới trướng huấn luyện nghiêm ngặt. Vừa rồi bổn soái đã nhìn thấy rõ, chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã tập hợp hơn 1000 cung tiễn thủ dưới Diên Môn. Còn chỉ có 300 quân mà đánh tới, dù có dạng nhận xa lợi hại, giết được quá nửa cung tiễn thủ thì cũng tổn thất nghiêm trọng. Hơn nữa, chúng ta không biết rõ tình hình trong Chu Doanh, còn dẫn 300 người vào đó, khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa. Chủ soái, nói vậy thì dù có dạng nhận xa của Di Hiền Điệt cũng không thể đánh lùi quân địch nè. Không phải như vậy, bổn soái đã có diệu kế làm cho Hoàng Phi Hổ chết tại đây. Trận chiến ngày hôm nay, Di Các kia dùng bàn môn tả đạo quá thực lợi hại. Gió thổi lửa tới, thêm hàng vạn lưỡi dao giáng xuống, không làm sao cản được. Dùng đao thật thương thật thì không sợ hắn, nhưng bàn môn tả đạo kiểu này thì không biết tránh làm sao. Chúng ta không thể chết vô nghĩa được. Chúng ta nên chờ Khương Nguyên soái dẫn theo đại quân tới rồi khai chiến sao? Lúc đó tất nhiên có người đối phó với tên đạo sĩ Di Các kia. Nói rất có lý. Các tướng đều đã mệt mỏi, về nghỉ ngơi trước đi. Chờ Khương Nguyên soái tới rồi cùng bàn bạc cách phá địch. Dạ. Di Các hiền đệ, chúng ta giấu chủ soái tới đây cướp doanh trại, lỡ như thất bại chúng ta về làm sao mà ăn nói đây? Chủ soái của chúng ta thành sự thì ít, bại sự thì có thừa. Buổi sáng vốn có thể một hơi tiêu diệt toàn bộ phản quân nghịch Chu, cũng tại ông ta ra lệnh rút quân, hại chúng ta buổi tối còn phải ra đây cướp doanh trại. Bây giờ ta đang nghi ngờ ông ta có phải thông đồng với quân Chu hay không đây. Đợi khi chúng ta tiêu diệt hết quân Chu rồi, đi tìm ông ta lý luận. Vì các hiền đệ, ngươi có việc tiến trước cướp doanh trại, hy vọng cuộc chiến thế này ngươi có thể trả thù cho phụ thân của mình. Ngươi yên tâm, để Công Tôn thúc thúc cắt đuôi cho. Được. Thôi chết, quân địch tới cướp doanh trại rồi. Thiên Tường, cha. Cha, quân địch tới cướp doanh trại, mau chạy đi báo tin cho Khương Nguyên soái biết. Cha, người thì sao? Mặc kệ ta, còn mau đi đi. Ta phải chỉ huy rút lui, tránh mũi nhọn của kẻ địch. Không được, còn không thể chỉ lo cho bản thân bỏ chạy mà bỏ mặt cha không lo. Quân lệnh như núi, ai kháng lệnh chém. Tuân lệnh. Quân địch tới cướp doanh trại rồi, quân địch tới cướp doanh trại rồi, mau dậy đi, rút về hướng tây. Cùng tiễn thủ vào hàng cắt đuôi. Giết sạch hết cho ta. Phía trước là Tiểu Thiên Tường, người không ở Chu Doanh, tới đây làm gì? Trịnh thúc thúc đừng nhắc nữa. Di Các phe Âu Dương Thuần dẫn theo 300 binh trụ, tay cầm dạng nhận xa, đêm tập kích quân trại ta. Quân ta tổn thất nghiêm trọng, còn phụng lệnh tới chỗ Khương Nguyên soái xin chi viện.
Cha con Hoàng Phi Hổ có nhiều binh tướng, dù có hao binh tổn tướng cũng không tới nỗi thảm hại như vậy. Trịnh Thúc Thúc không biết đâu, không biết Chi Khắc sử dụng bàn môn tả đạo gì, miệng lẩm bẩm gì đó. 300 vạn nhận xa dưới sự cổ động của Phong Quả cùng phát ra một lượt lợi hại vô cùng. Được, Thiên Tường, con giúp ta trông chừng lương thực, ta đến đó xem là bàn môn tả đạo gì. Đứng lại! Thất phu kia từ đâu đến, cả gan dám đuổi giết Võ Thành Dương đại chu ta sao? Đồ xấu xí, ta thấy người chán sống rồi. Đừng nhiều lời, còn không xuống ngựa đầu hàng đi. Chúng tướng nghe lệnh, giết chết tên ngông cuồng này cho ta, trả thù cho những huynh đệ đã chết của ta. Công Tôn tướng quân, ngươi tự ý dẫn người tới đó tập kích Chu Doanh, ngươi có biết tội không? Chủ soái, tối qua Di Cát dẫn 300 tinh binh tay cầm vạn nhận xa xông vào Chu Doanh như rơi vào nơi không người, dù sao cũng đã giết 120.000 đại quân của họ. Cho hỏi chủ soái, Mạc tướng có tội gì? Đúng, Công Tôn tướng quân vô tội, ngược lại còn có công nữa. Nếu như có công, tại sao Di Cát còn chưa về? Chủ soái, Hoàng Phi Hổ đó không hổ danh là lão tướng rạng danh thiên hạ, không hề sợ hãi khi bị tập kích, ra lệnh cung tiễn thủ cắt đuôi mới bỏ doanh trại đào tẩu. Tuy Di Cát có chút thủ đoạn, nhưng mà Võ Quýt Dày có móng tay nhọn, không biết Hoàng Phi Hổ mời được năng nhân từ đâu xuất hiện giết chết Di Cát, phá giải được pháp thuật vạn nhận xa, đoạt lại Chu Doanh. Tuy là như vậy, nhưng mà chúng ta cướp được lương thực của Chu Doanh, giải quyết được vấn đề khẩn cấp của chúng ta. Chỉ là đáng tiếc cho nam tử Hán Di Cát này hy sinh vì nước. Đúng là trung dũng đáng khen như vậy lão tướng quân vậy. Thật không ngờ Hoàng Phi Hổ uy chấn thiên hạ cũng có lúc thảm hại, giải quyết được vấn đề lương thực của đại dương. Hiền đệ, miệng ăn núi lở, chúng ta phải giải quyết vấn đề lương thực triệt để mới được. Đồng thời cũng phải giải quyết vấn đề bổ sung binh lực nữa. Bổn soái đã hiểu được tính khí của đại dương triều ca, thích đào to búa lớn. Chúng ta phải làm lớn việc cướp doanh trại thành công này. Như vậy thì giải quyết được việc thiếu lương thực và không có cứu binh trong Lâm Đồng Quan. Chúng tướng quân, vì nào bằng lòng gánh trọng trách này đến triều ca một chuyến đây? Đây... xem ra chỉ có bổn soái đích thân ra mặt diện kiến đại dương rồi. Nè, Công Tôn huynh đệ, đại ca. Cuộc đời có thể gặp được mấy tri kỷ đây? Để coi Biện Kim Long, Di Chấn đều đã tử trận, sau này đại ca cũng chỉ có thể nhờ đệ mà thôi. Đại ca đối xử ta ơn trọng như núi, tình như thủ túc, có việc gì huynh cứ căn dặn. Cá nhân ta không có yêu cầu gì, chỉ là nước nhà gặp nạn. Đệ vừa từ triều ca trở về, đệ cũng thấy rồi đó, triều ca mịt mù tăm tối, trong lòng chúng ta biết rõ không cần phải nói. Nhưng mà Lâm Đồng Quan chúng ta thiếu lương thực, thiếu tướng, nếu tiếp tục đánh trận này thì 80.000 tướng sĩ sẽ ăn gì uống gì đây? Đại ca, không lẽ huynh muốn phái ta vào triều ca lần hai sao? Ta vốn cũng có ý này, chỉ là bây giờ ta đã phái Ngư Tuyền tiểu tướng quân đi nhờ giá Hoàng huynh Di Tử Khải rồi, do đó không cần phải làm phiền tới hiền đệ nữa. Chỉ là dù đại dương phái cứu binh tới,
Đó cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Vì vậy ta muốn phái đệ tới nhà của ta, lấy 100 đảm lương thực tới đây. Tiếp đó tới mấy sơn trang ở gần nhà ta, mời mấy huynh đệ kết nghĩa của ta. Họ ai ai cũng võ nghệ cao cường, lại có nghĩa khí nhất. Nếu như có thể mời họ tới đây giúp phòng thủ quan, thì Lâm Đồng quan ta vững như thành đồng rồi. Đại ca, không phải là ta muốn từ chối, ta chỉ sợ sau khi tới đó rồi lão thế gia nhà huynh không nể mặt, mấy huynh đệ của huynh càng không nể mặt hơn, đi về uổng công. Không có đâu, ta là chủ của một quan, không thể tự ý rời khỏi ngay vào lúc này được. Chỉ có thể đợi thành bị hạ lương thực hết rồi. Không được, tuyệt đối không được. Vậy thì chỉ có đại ca đích thân ra mặt, vì cứu Lâm Đồng quan thoát nguy. Huynh có thể dẫn theo mấy thân tín đi nhanh về nhanh. Như vậy việc trong Lâm Đồng quan ta và chúng tướng sẽ giúp huynh gánh vác. Vẫn là không ổn. Không phải là ta không tin tưởng đệ và chúng tướng, có điều ta là chủ của một quan. Nếu như ta đi rồi, lòng quân dao động thì phải làm sao? Làm vậy không ổn, làm vậy không được, chúng ta phải làm sao đây? Trừ phi như vậy, đệ và ta hai người đổi nhau, ta mặc quan phục của đệ, nhân lúc trời tối thì người ra ngoài là Công Tôn Phong đệ. Đệ mặc quan phục của ta, cũng tức là Âu Dương Thuần vẫn còn trong soái phủ. Tiếp đó ta để lại soái ấn binh phù cho đệ, để đệ có chức có quyền, danh xứng giới thực. Còn ta vì tiện việc đi lại, không dẫn theo tùy tùng nào. Đồng thời mượn thiên lý mã của đệ, khoảng 3 ngày đến 5 ngày là ta về quan. Chỉ là đại ca mệt nhọc rồi, kêu ta mạo danh đại ca, ta thấy bất an trong lòng. Vì giang sơn xã tắc của Thành Thang, vì lê dân bá tánh của Lâm Đồng quan, chúng ta không lo được những tiểu tiết này nữa. Đây, ta kính đệ một ly. Cạn, cạn. Hiền đệ, kể từ tối nay, đệ ở trong soái phủ, đợi ta trở về rồi, đề bạt đệ làm phó tổng binh của quan này, hoặc là tiến cử đệ tới nơi khác làm tổng binh. Đa tạ đại ca. Để ta tiễn đại ca đi. Được. Đại ca, còn có việc gì dặn dò ta không? Ta đi vội vàng, không kịp từ biệt với chúng tướng. Mong đệ giữ kín cơ mật này, xin đại ca yên tâm. Sau khi ta đi, đệ phải treo miệng chiến bài. Mặc cho Chu Doanh mắng chửi thế nào cũng không được mở quan nghênh chiến. Trước khi đại ca trở về, tiểu đệ chỉ phòng thủ không nghênh chiến. Vậy thì ta yên tâm rồi. Tuy chúng tướng ta cướp được lương thực của Chu Doanh, nhưng mà số lượng không nhiều, đệ cần phải đích thân khống chế, quy định lượng cho quan binh, đề phòng giành nhau nội loạn. Xin đại ca yên tâm, ta đã nhớ kỹ hai việc này rồi. Giữa thời thế loạn lạc này, còn có người tới cưới thân sao? Đứng lại, từ đâu tới và đi đâu? Tiểu nhân thợ Hài Trương từ Triều Ca tới đây, tới Lâm Đồng quan cưới thân. Ta thấy ông cũng lớn tuổi rồi, chân cũng đi cà nhắc mà cũng có phước quá hả? Cô nương Lâm Đồng quan nổi tiếng là xinh đẹp, ông lấy cô nương nhà nào vậy? Quân gia đừng chê cười ta, nhìn bộ dạng ta như vậy cũng chỉ có thể lấy một cô đứng tuổi, mà còn là thành thân lần hai nữa. Rốt cuộc ông lấy ai? Đừng có ở đó mà ra vẻ bí mật. Chính là Mã Thị mới bị thôi ở Triều Ca về đây đó. Thì ra là Mã Thị năm xưa bị Khương Tử Nha thôi về. Qua đi, qua đi. Đa tạ quân gia, đa tạ quân gia. Đi nhanh đi. Âu Dương tổng binh, Công Tôn tướng quân, tối về rồi hai vị muốn xuất quan à? Ta tiễn Công Tôn tướng quân xuất quan, có quân vụ khẩn cấp. Dạ. Chủ soái dừng bước, Mạc tướng đi đây. Chúc Công Tôn tướng quân đi đường bình an, mã đáo thành công. Đa tạ.
Tỷ phu. Tỷ phu. Tỷ phu, sao nhiều ngày như vậy mới được thoát thân vậy? Cuối cùng cũng tìm được tên ngốc Công Tôn Phong đó làm kẻ chết thay, để hắn đợi cứu binh và lương thực của ta đi. Tỷ phu cao minh, đây gọi là người không vì mình trời tru đất diệt. Tỷ phu, bước tiếp theo tính như thế nào? Có phải nên về quê nhà ẩn cư trước không? Người không vì mình trời tru đất diệt cái gì? Ta làm vậy là tìm một con đường sống cho 80.000 tướng sĩ và người dân trong Lâm Đồng Quan. Đường sống à? Tỷ phu, ta càng nghe càng không hiểu. Âu Dương Hiền Đệ, bổn vương tới đây để tiễn đệ một đoàn. Đa tạ Dương gia. Mạc tướng đã để lại một bức mật hàm cho nghĩa đệ Công Tôn Phong, dặn đệ ấy dâng quan đầu hàng. Nếu như đệ ấy vẫn không chịu cải tà quy chính, chấp mê bất ngộ, khẩn xin ngay ngày đánh hạ quan, Dương gia có thể thương tiếc cho tướng sĩ và bá tánh toàn thành, bớt giết người lại. Tại hạ xin Dương gia đó. Âu Dương Hiền Đệ, để yên tâm, đệ đã hoàn thành sự bố trí của ta, tạm thời về quê nhà săn sóc song thân. Đợi sau khi Đại Chu đánh chiến Triều Ca, bổn vương nhất định tấu thỉnh đại dương ta, mời đệ xuống núi nắm lại soái ấn Lâm Đồng Quan. Về chuyện này không cần Dương gia phải bận lòng. Ta làm quan ở bên ngoài nhiều năm, chưa từng săn sóc song thân. Con người sống ở đời, thời gian không nhiều. Ta đã nhìn thấy mọi việc ở quan trường, vẫn là để dành thời gian làm tròn bổn phận làm con của mình. Đợi song thân ta qua đời rồi, ta cũng là con cháu đầy đàn. Tới lúc đó cũng có thể hưởng thụ niềm vui của gia đình rồi, sống ung dung tự tại sướng hơn. Được, mỗi người một chí hướng, ta không miễn cưỡng đệ. Sau này có duyên gặp lại, ta nhất định không quên công lao hôm nay của Hiền Đệ. Đa tạ Dương gia. Tại hạ cáo từ. Hiền Đệ bảo trọng. Ta có thể quay về Triều Ca nữa rồi. Ta có thể quay về Triều Ca nữa rồi. Trời cũng sắp sáng rồi, sao gà vẫn chưa gáy nữa? Nếu như mà gà không gáy thì ta không được lên kiệu qua. Không được, ta phải làm cho nó gáy. Đúng, ta vào chuồng gà bắt con gà trống về. Sao đại dương vẫn chưa về nữa? Trời cũng đã sắp sáng rồi. Cũng may làm cho gà trống thiên hạ không gáy. Bằng không gà mà gáy thì đại dương không về được nữa. Ra đây. Ra đây. Gà ơi gà, người gáy đi chứ. Gáy đi, bây giờ có gáy hay không? Nếu như người không gáy thì ta không thể lên kiệu qua. Gáy đi, nè, gáy đi, gáy đi, gáy đi. Sao người lại không gáy? Thở hai chân què ngoài sân đã không đợi được nữa. Người gáy đi. Gáy đi, gáy đi, gáy đi mà. Đều là tên Khương Tử Nha xui xẻo đó. Vì ta từng làm thê tử của ông ta. Bằng không, bây giờ ta vẫn là một cô nương vẫn còn tơ. Người gáy đi, ta xin người đó, ta xin người đó. Nếu như người không gáy thì ta không thể lên kiệu qua. Gáy đi, gáy đi, gáy đi. Nếu như người không gáy thì ta gáy nha. Tiêu rồi, tiêu rồi. Lần này tiêu rồi. Bầy gà tôn tử các ngươi sao lại không chịu nghe lời của ta? Gáy như vậy làm hỏng đại sự rồi. Đại dương đâu? Nương nương tha tội. Đại dương còn ở trên trời, vẫn chưa về đây. Vẫn chưa về sao?
Vậy là thêm rắc rối nữa. Ca ca ruột của Đại Dương đang tìm người. Bây giờ làm sao đây? Tỷ tỷ, tỷ tỷ, không hay rồi, không hay rồi. Có chuyện gì? Đại Dương ở lại trên trời, hôm nay không xuống trần được nữa. Chuyện này là sao? Không biết tại sao những con gà tôn tử của muội lại không nghe lệnh của muội. Trước khi Đại Dương về đây, liên tiếp gáy mấy lần. Con gà tinh như muội không quản được gà trên thiên hạ này rồi. Nếu như Đại Dương không về được, coi ta trừng trị muội thế nào? Bây giờ làm sao đây? Hoàng huynh Di Tử Khải đang chống đối với bổn cung. Nếu như để hắn biết được sự thật thì rắc rối to. Chúng vị khanh gia, chưa được sự cho phép của Đại Dương, các khanh xông vào hậu cung là vì chuyện gì? Yêu hậu, cô nói thật cho bọn ta biết, cô giấu Đại Dương ở đâu hả? Quân thân đã nhiều ngày không thấy bóng dáng Đại Dương đâu. Tống chương biên quan cũng không thấy duyệt trả lời. Quân thân tìm khắp nơi ở hậu cung nhưng đều không thấy Đại Dương đâu hết. Chắc là yêu hậu cô đang cưỡng ép Đại Dương giấu ở nơi nào đó để cô thay thế vào. Hôm nay nếu cô không giao Đại Dương ra, quân thân sẽ phế yêu hậu cô trước, sau đó tử hình cô tại chỗ theo pháp điển thành thang. Chúng vị khanh gia, bây giờ các khanh tới tìm Đại Dương hay là đến kiếm chuyện với bổn cung đây? Ta thấy các khanh ai ai cũng chán sống rồi. Các khanh cũng hiểu tính của Đại Dương. Nếu làm người nổi giận thì các khanh ai cũng đừng hòng sống. Được rồi, bây giờ bổn cung dẫn các khanh đi gặp Đại Dương. Nhưng mà ta nói trước với các khanh, Đại Dương đang ngủ với Phụng Lai Quý Phi. Nếu như làm hỏng chuyện tốt của Đại Dương, tới khi Đại Dương xử trảm các khanh thì đừng trách bổn cung không nói trước. Yêu hậu, đừng làm bộ trước mặt bọn ta. Vì vạch trần mánh khóe yêu thuật của cô, bọn ta thà bị mất đầu. Nếu là như vậy thì bổn cung thành toàn cho các ngươi. Chúng vị khanh gia, mời vào trong. Chúng vị khanh gia, ai không sợ chết thì theo ta. Dạ. Những người các ngươi xông vào hậu cung quấy nhiễu Đại Dương, đáng tội gì đây? Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm. Ái Phi à, Di Tử Khải là ca ca ruột của ta, huynh ấy tới thăm ta cũng là chuyện thường tình, làm gì có tội? Chúng khanh mau bình thân. Đại Dương, Di Thần có tấu chương cần bẩm. Hoàng huynh, chỗ này không phải là ở Long Đức Điện, không cần phải hành đại lễ. Mời huynh đứng lên nói. Có tấu chương gì, huynh cứ nói. Đại Dương, từ khi Khương Thượng lập cơ phát làm võ dương, tập hợp chư hầu thiên hạ khởi binh chống lại, xâm chiếm miền Đông. Theo cấp báo của Âu Dương Thuần, tổng binh Lâm Đồng Quan, năm quan đã thất thủ bốn quan. Trong lúc nguy khốn này, tổng binh Lâm Đồng Quan tri ân đất nước, phái kỵ binh đêm tập kích du doanh, giết chết 30 mấy ngàn thuộc hạ của Hoàng Phi Hổ và cướp được một số lương thực của du doanh. Nhưng vì Lâm Đồng Quan đang thiếu binh tướng và lương thực, không thể tiêu diệt bọn cán nghịch chu, đành rút lui phòng thủ. Do đó tổng binh Lâm Đồng Quan Âu Dương Thuần trình lên cấp báo. Cơ phát và lão Khương Thượng đáng ghét, không giữ thần tiết, không ngờ đánh chiếm bốn nơi biên quan của đại thương ta. Lâm Đồng Quan Âu Dương Thuần trung thành yêu nước, gây cho tặc tử Hoàng Phi Hổ thiệt hại đúng là đáng quý, nên được khen thưởng. Tham kiến Đại Dương. Quốc sư, trước trận không có người, triều ca không thấy người, rốt cuộc là người đi đâu? Đại Dương,
Bần đạo luôn ở trong trận Tru Tiên, hỗ trợ ân sư của ta cùng chống đối kháng nghịch Chu. Tình hình cuộc chiến thế nào? Không thể định luận bằng thành bại tạm thời. Tuồng hay còn ở phía sau. Tuồng hay? Tuồng hay gì hả? Thì vẫn là cung Bích Du có đấu sao cũng không đấu lại cung Ngọc Hư thôi. Đại Dương, từ đầu tới cuối cung Ngọc Hư đều dốc sức ủng hộ Tây Chu, mà trước đó cung Bích Du đang phò trợ Đại Thương ở trong góc tối. Cũng may trận đấu ở Chu Tiên, cung Bích Du công khai đứng về phía chúng ta, dốc sức ủng hộ Đại Dương diệt Chu. Vậy sao? Sao ta không cảm thấy như vậy? Ta chỉ biết năm quan bị chiếm hết bốn quan rồi. Thành bại không phải lấy được mất một thành một quan mà định luận. Ta tiết lộ một thiên cơ không nên tiết lộ cho Đại Dương nghe. Thông Thiên giáo chủ, sư phụ của ta đang chuẩn bị bài dạng tiên trận ngăn cản nghịch Chu Đông Kinh để trừng trị tất cả người của cung Ngọc Hư và tất cả chúng tiên tham gia phản đối ngài. Còn về Khương Tử Nha và Cơ Phát, toàn bộ đều tiêu đời. Ta không nghe người nói láo nữa. Ta chỉ biết thân công báo người nắm quản biên quan hướng Tây. Bây giờ chỉ còn lại một Lâm Đồng Quan cuối cùng. Đây là tấu chương của Lâm Đồng Quan, người tự đọc đi. Đại Dương, hay là như vậy đi. Lần này do bần đạo đích thân trấn giữ Lâm Đồng Quan, bảo đảm không chút sơ hở. Ngươi có thủ đoạn gì mà dám nói ra mấy câu này hả? Đại Dương, bần đạo có bản lĩnh gì ngài còn không rõ sao? Lên trời xuống đất, có cái nào có thể làm khó được bần đạo hay không? Trấn giữ biên quan không phải là đưa một người lên trời xuống đất, nếu không cũng không năm quan bị mất hết bốn quan. Đại Dương, lần này bần đạo có chỗ dựa nên không sợ. Ngươi có chỗ dựa gì? Bị cái gì vậy? Bị gì vậy? Sao vậy? Tỉnh rồi kìa. Ta bị cái gì vậy? Đại Dương, không giấu gì ngài, pháp bảo này là bảo phướng Thông Thiên giáo chủ ân sư tặng cho ta. Bảo phướng này nhất định có thể phòng thủ Lâm Đồng Quan. Đứng dưới bảo phướng, dù là người hay là tiên, chỉ cần lắc nó đều có hiệu quả. Được, người có pháp bảo này thì ta cũng thấy yên lòng hơn. Xin Đại Dương yên tâm, có thần công báo ta là có Lâm Đồng Quan. Được, ta tin người thêm lần này nữa. Đa tạ Đại Dương tin tưởng, bần đạo tới thao trường điểm danh binh. Hoàng huynh, huynh và ta là huynh đệ nên thành thật với nhau mới đúng. Ta có lời muốn hỏi huynh, huynh phải trả lời thành thật. Mời Đại Dương hỏi, lão thần sẽ nói hết tất cả, không giấu giếm. Quốc sư thân công báo tính tình như thế nào, so với lão thái sư Văn Trọng ông ấy thế nào? Đại Dương, quốc sư là Dương hậu nương nương tiến cử. Lão thần ít tiếp xúc với ông ấy, không dám nói bừa. Không sao, hoàng huynh không cần phải lo ngại. Vì giang sơn xã tắc của thành Thang ta, huynh phải nói thật. Nếu là như vậy, xin tha lão thần nói thẳng. Quốc sư không thể nào so sánh với lão thái sư được. Tuy ông ấy tinh thông pháp thuật, cũng có bản lĩnh hơn người, nhưng mà uy vọng không cao, phẩm đức thấp kém.
cho người khác một cảm giác tâm thuật bất chính, quỷ kế đa đoan, một thuật sĩ giang hồ có hành tung khó đoán. Những lời Hoàng huynh nói cũng đúng với cách nhìn của ta đối với ông ấy. Nhưng mà chúng ta phải tận dụng sở trường của ông ấy, tránh đi khuyết điểm của ông ấy. Trong lúc trọng dụng ông ấy, phải sắp xếp người trung nghĩa ở bên cạnh ông ấy để đề phòng bất trắc. Hoàng huynh, huynh phải tiến cử thần tướng trung thành gánh vác trọng trách này cho xã Tắc Thành Thang ta. Lão thần tuân chỉ. Đến lúc đó ta sẽ đích thân triệu kiến trụ cột của triều đình mà Hoàng huynh tiến cử. Đại Dương, sức khỏe của người không sao, còn da lông mọc, còn chồi nải cây. Nếu như đại thương vong quốc, sức khỏe của ta có khỏe nữa thì cũng có ích gì. Lòng ta đã quyết, tất cả lui xuống đi. Hẹn gặp tại Long Đức Điện. Lão thần cáo lui. Chúng thần xin cáo lui. Cho người mạo danh thôi mà ngươi tưởng mình là thật hả? Thú vị, thú vị, tỷ tỷ. Tỷ đừng giữ với hắn như vậy, nên khen hắn mới đúng đó. Quý phi nương nương, người quá khen rồi. Người dám tới Long Đức Điện triệu kiến quần thần thật sao? Ta chỉ là tên chăn ngựa, vì giang sơn của đại thương, dạng chết không từ nan. Chuyện tới nước này phải làm như vậy thôi. Ta cảnh cáo ngươi, tuy bây giờ ngươi giả làm đại dương không bị ai phát hiện, nhưng nếu một lát ở trước mặt quần thần, ngươi dám không nghe lời bổn cung ăn nói lung tung, ta cho ngươi chết không toàn thay. Dạ. Dạ. Đại dương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Nói với họ chư vị ái khanh bình thân. Nói với họ chúng khanh bình thân. Đừng nói, nói với họ. Đừng nói, nói với họ. Đại dương, có phải là ngài không khỏe hay không? Hay là... Đúng vậy, trước giờ ta luôn không được khỏe, thường xuyên bị ngựa đá. À không đúng, không đúng. Ngươi còn vậy nữa, bây giờ bổn cung sẽ giết ngươi. Vậy ta có thể nói theo ý của mình không? Ta bắt chước người như vậy cảm thấy rất ngượng nghịu. Được. Nói ít là tốt nhất. Cơ phát Tây Chu đúng là đáng hận. Di hạ phạm thượng, xâm phạm quan ải của đại thương ta. Không ngờ bây giờ đóng quân ở cạnh Lâm Đồng Quan rồi. Nếu không xuất binh thảo phạt, quốc quy còn đâu? Các hành có kế sách gì hay đánh lùi Chu binh hay không? Trong thời gian ta dưỡng bệnh, nghĩ qua rất nhiều việc, thấy thương cảm vô cùng. Này Đông có Khương Văn Quán, Du Hồn Quan ngày đêm không yên ổn. Nam có Ngạc Thuận công đánh Tam Sơn Quan, Bắc có Tôn Hắc Hổ, Trần Đường Quan đang nguy kịch. Tây có Cờ Phát binh đến gần Lâm Đồng Quan, thiên hạ thành Thang nguy kịch vô cùng. Đại Dương, quân là quân chủ, thần là cánh tay phải. Chỉ cần Đại Dương lấy quốc sự làm trọng, siêng tu đức chính, không nghe dèm pha nịnh hót, nhất định có thể cứu vãn ý trời, giữ được thành Thang. Dương huynh, ta đã tỉnh ngộ, nhưng mà không phải một sớm một chiều nên chuyện. Bây giờ tai hại nhất là Cơ Phát của nghịch Chu. Khanh và ta phải chọn ra năng nhân theo thân công báo tới Lâm Đồng Quan ngăn cản Chu binh, giữ vững đại cuộc mới nói chuyện về sau. Đại Dương, lão thần đã chọn sẵn người cho Đại Dương rồi. Là ai? Nói mà. Đặng Côn, Nhuế Cát, hai vị tướng quân đều có lòng trung lương, lại có tư chất phò trợ đất nước, trong tay có nhiều binh tướng. Nếu như hai người này đi hỗ trợ quốc sư Thân Công Báo, nhất định là có thể bảo vệ được Lâm Đồng Quan. Chuẩn tấu, làm theo lời của Dương huynh nói, tuyên chỉ Đặng Côn, Nhuế Cát, hai người tới Lâm Đồng Quan hỗ trợ quốc sư, ngăn cản Chu binh đông tiến.
Người dám tự ý quyết định muốn rơi đầu có phải không? Trước khi đại dương về, người vẫn phải giữ lại cái đầu ta trước để giữ được cái đầu của người. Tỷ tỷ về rồi hả? Tên chăn ngựa có bị lộ tẩy không? Chăn ngựa gì? Bái kiến đại dương đi. Ta không phải là mã phu, mà là phu quân của nàng. Không đúng. Phỏng tay rồi, hèn gì không nhận ra đại dương luôn. Thần thiếp tham kiến đại dương, thần thiếp đáng chết. Lúc nãy đúng là hơi chóng mặt cho nên mới mơ hồ không nhận ra đại dương. Được rồi, Ái Phi đứng dậy đi. Ái Phi à, tối nay ta với nàng không sai, không nghỉ. Ái Phi ơi, nhẹ tay có được không? Ta... Không, tiểu nhân đau quá. Tên chăn ngựa to gan, không ngờ ngươi dám lợi dụng ta. Bây giờ ta giết chết ngươi. Dương hậu nương nương, đây cũng là vì giả đại dương cho giống hơn, tiểu nhân mới to gan làm như vậy. Dương hậu nương nương, ngươi cứu tiểu nhân một mạng đi. Bổn cung làm da mặt người, để lên mặt ai thì ai cũng giống đại dương. Tỷ tỷ nói rất đúng. Bây giờ muội giết chết hắn, trút giận giùm tỷ. Tại sao ngươi cười? Ta cười hai người giết ta rồi là tự tìm đường chết. Phụng Lai, đừng nghe hắn nói lung tung. Giết chết hắn, mất công tin đại dương không ở trong hoàng cung bị tiết lộ từ miệng của hắn. Dương hậu nương nương, người sai rồi. Giết tiểu nhân rồi, hai người mới thật sự là tìm đường chết. Vì phóng mắt nhìn thiên hạ, cũng không tìm được người thứ hai có thể giống như ta, có hình thần giống với đại dương. Sở dĩ ta sợ soạn Phụng Lai nương nương, cũng là muốn giả làm đại dương sống động thần tình hơn. Người sắp chết tới nơi rồi mà còn dám ăn nói lung tung. Nhìn đây, Phụng Lai, người nói cũng rất có lý. Giữ lại mạng chó của hắn trước, đợi khi hắn dám làm càn nữa mới giết hắn. Làm sao bây giờ? Thật ra là sai sót ở chỗ nào? Tại sao ta lại không về được nữa? Đắc Kỷ nhất định lo lắng lắm đây. Ta phải tìm cách rời khỏi nơi này. Đắc Kỷ, mau tới cứu ta. Ta không muốn già chết ở nơi này. Đắc Kỷ, Đắc Kỷ, Đắc Kỷ, Đắc Kỷ, Đắc Kỷ, Đắc Kỷ. Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương. Nương nương sao vậy? Không sao, ta chỉ là nằm mơ thôi. Lùi xuống đi. Dạ. Nhất định là đại dương mượn giấc mơ cầu cứu với ta. Không, ta không thể mặc cho đại dương một mình ở trong tinh trận. Ta nhất định phải tìm cách cứu đại dương về đây.
chư tiên trên trời, xin người cho đại dương của ta trở về đây. Tiểu yêu bằng lòng lấy ngàn năm tu hành đổi được đại dương bình an trở về. Đại dương, thần thiếp đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà vẫn không cứu được người về đây. Xin người nói cho thiếp biết thiếp nên làm gì bây giờ. Công tôn tướng quân, chủ soái Âu Dương Thuần đi đâu rồi? Đây, bây giờ quốc sự gian nan, Lâm Đồng Quan chúng ta thiếu tướng sĩ lương thực. Âu Dương chủ soái không phải là bỏ lại các huynh đệ rồi trốn chứ? Không đâu, không đâu, không đâu. Chủ soái không phải là người như vậy. Ta nói thật với huynh, huynh ấy đích thân đi mời tướng binh mượn lương thực về. Ngài ấy không phải đã phái tiểu tướng Ngưu Tuyền tới chỗ của hoàng huynh Di Tử Khải rồi sao? Đúng vậy. Nhưng mà chủ soái không ôm hy vọng nhiều ở đó, cho nên đích thân về quê nhà mời huynh đệ kết nghĩa của huynh ấy xuống núi, đồng thời chuẩn bị lương thực. Mời huynh đệ kết nghĩa của ngài ấy đến cũng không cản được Chu Binh. Chuyện này khó lắm, nhưng mà nó cũng là một cách. Chủ soái có nói khi nào về không? Chủ soái nói nhanh nhất 3 ngày, trễ nhất 5 ngày. Nhưng mà hôm nay đã là ngày thứ 6. Mời binh lấy lương thực là đại sự sinh tử tồn vong của Lâm Đồng Quan ta, không nhanh như vậy được đâu. Về trễ 1-2 ngày cũng là chuyện bình thường. Ta nghĩ 1-2 ngày nữa chủ soái sẽ trở về mà thôi. Âu Dương đại ca không về nữa rồi. Huynh ấy để lại một bức mật hàm khuyên ta hiến quan, nhưng mà ta không muốn làm phản thần, gánh vác tội danh. Nên làm sao bây giờ? Nếu như đợi được Ngưu Tuyền dẫn cứu binh đến thì tốt biết mấy. Hy vọng là như vậy. Thuộc hạ của ta không chịu được đói, đã có người rủ nhau đào ngũ rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Vậy đâu có được. Theo luật bắt về đây chém đầu. Ai đi bắt hả? Những người còn lại đói tới đi không nổi. Các binh sĩ đang chuẩn bị giết chiến mã ăn đỡ đói kia kìa. Huynh mau đi ngăn cản đi. Mạc tướng tuân lệnh. Trời diệt ta rồi. Trời diệt ta rồi.